Bất cứ điều gì họ biết là sai thì họ phải sám hối. Bất cứ điều gì mà họ không biết đó là sai, họ cũng phải cầu xin Thượng Đế tha thứ cho họ, cho những gì họ không biết rằng họ đang làm sai. Chỉ cần sám hối tất cả những gì sai và chuyển sang thuần chay, cầu xin tha thứ. Họ chỉ cần làm thế thôi. Dạ thưa sư phụ, thành tâm sám hối cho tất cả các hành vi sai trái, dù biết hay không biết, dù vô tình hay cố ý. Tất cả những gì không đúng, họ phải ăn năn sám hối, ngay cả những chi tiết nhỏ hơn như cãi nhau với hàng xóm hoặc với gia đình, giết côn trùng. Bất cứ điều gì họ nghĩ ra và không thể nghĩ ra, hãy cầu xin Thượng Đế tha thứ. Bởi vì họ không biết. Chỉ cần sám hối mọi thứ mà họ đã làm sai, đã nghĩ sai, đã nói sai. Thực ra chỉ cần biết rằng họ không tốt, phải ăn năn. Nếu tất cả chúng ta đều tốt, thì thế giới giờ này đã không thành như thế này. Rất rõ ràng không phải sao? Do phải thưa sư phụ. Trong tâm họ phải thật sự chân thành và khiêm tốn, cầu nguyện xin tha thứ và chuyển sang thuần chay để hỗ trợ sự sám hối của họ, để chứng tỏ rằng họ thật sự ăn năn và muốn trở thành một người tốt hơn. Dạ thưa sư phụ. Bất cứ suy nghĩ phủ định nào mà không đạo đức, không cao thượng, không tử tế, không tốt, tất cả điều đó cũng cần phải sám hối. Nghe có vẻ như sau khi mọi người ăn năn, thưa sư phụ, họ sẽ phải giữ cách sống hoàn hảo. Kể từ đó về sau? À, tất nhiên, dĩ nhiên rồi, lối sống. Đó là ý nghĩa của ăn năn. Dạ, và cầu xin tha thứ nếu vẫn còn tái phạm thì ăn năn. Và xin tha thứ để làm gì chứ? Không thể nào được tha thứ hoài. Ý tôi nói, mọi người phải quay đầu và tiếp tục lối sống nhân từ đó. Dạ, thưa sư phụ. Và có ý thức về mặt đạo đức. Dạ. Ý tôi nói, nếu quý vị giữ 5 giới luật của Phật giáo, như vậy cũng được rồi. Và quý vị phải thực sự cảnh giác, nếu không, đầu óc luôn đầy tạp niệm, hoặc bảo quý vị làm điều này, làm điều kia. Và lực lượng phủ định ở xung quanh luôn thì thầm vào tai quý vị, dụ dỗ quý vị làm sai. Quý vị phải luôn giữ Thượng Đế trong tâm mình. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi. Đây là điều mà thủ lĩnh COVID đã nói với tôi, rằng các đệ tử của tôi được tha. Những người khác thì không. Không phải tôi đã nói điều đó. Hãy tưởng tượng nếu tôi phải nhận cả thế giới làm đệ tử. Thực sự là tôi không muốn điều đó. Tôi không biết có sống sót nổi không nếu mọi người trở thành đệ tử của tôi. Dạ thưa sư phụ. Không phải là tôi muốn quảng cáo cho mình. Dạ đúng vậy thưa sư phụ. Quý vị biết làm đệ tử của tôi cũng không dễ. Mặc dù thấy thì có vẻ dễ. Dễ nhưng họ không giữ được. Dạ thưa sư phụ. Ngay cả thủ lĩnh COVID cũng phê phán họ. Dạ thưa sư phụ. Không thiền, không tôn trọng giáo lý của tôi, nghĩa là họ không thực hành những gì tôi đã dạy. Tôi thấy chứng cứ đó ở khắp nơi rất thường, hễ khi nào có dịp. Tôi đều thấy chứng cứ là họ không tôn trọng giáo lý của tôi, có nghĩa là không thực hành những gì họ đã được dạy. Tất nhiên rất khó để người ta hiểu những gì họ phải sám hối. Dạ, nhưng chỉ cần chuyển sang thuần chay trước rồi mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Dạ, thưa sư phụ, dạ đúng vậy ạ. Quý vị sẽ tự nhiên có nhiều tình thương hơn, tử tế hơn, hiểu biết nhiều hơn về mọi thứ. Dạ thưa sư phụ. Và nhân từ hơn đối với tha nhân, hiểu nhiều hơn và cảm thông với sự đau khổ của họ. Dạ, là như vậy đó. Nói bất cứ gì con đã làm sai, xin cho con thành tâm sám hối. Và bất cứ gì con biết là sai, con sẽ không làm điều đó nữa, xin tha thứ cho con và chuyển sang thuần chay. Dạ thưa sư phụ. Xin Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế sẽ giúp nếu quý vị thành tâm khẩn cầu. Dạ sư phụ. Ngay cả con người chúng ta, khi chúng ta bị lạc đường hoặc không thể làm công việc nặng nhọc hay gì đó, chúng ta cũng nhờ một người khác và họ sẽ giúp. Huống hồ Thượng Đế sao không giúp nếu quý vị thành tâm và khẩn thiết cần sự giúp đỡ. Dạ đúng vậy. Dạ thưa sư phụ. Tôi chỉ lo rằng chúng ta không thành tâm. Vậy xin hãy thành tâm sám hối, thành tâm cầu xin tha thứ và là một người thuần chay thành tâm. Thành tâm sám hối, thành tâm cầu nguyện xin tha thứ, thành tâm ăn thuần chay, ba điều.
Ngay cả thủ lĩnh COVID sẽ chiếu cố cho quý vị để quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ để cứu quý vị khỏi địa ngục, để quý vị không phải đi xuống địa ngục. Và quý vị thậm chí không phải tái sinh làm người lần nữa để chịu đau khổ. Nếu quý vị sám hối ăn thuần chay, cầu xin tha thứ một cách thành tâm và nhớ đến danh hiệu của tôi, dù quý vị không xin thọ tâm ấn hoặc không làm đệ tử của tôi vẫn có thể giúp quý vị. Tôi chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi với những người thế gian ngoài kia. Tôi không thể làm gì hơn. Họ cũng phải tự giúp họ. Dạ, thưa sư phụ.